được chưa? Không có hơi, không có hơi. Chết máy rồi. Nãy thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn trưa xong, định là chạy xe một lần một là từ đây nè về tới nhà luôn. Nhưng mà mấy anh em thì vừa mới chạy khoảng tầm được 2 tiếng đồng hồ nữa thôi mọi người, thì tới cái đoạn này á, xe nó bị chết máy ở giữa cái đường đèo luôn nha. Cái đây là giữa đèo thôi, đồi núi thì chập trùng hết cả. Chỗ này thì không có căn nhà nào hết. Cô không biết là có tiệm sửa xe hay không. Xe thì bây giờ không nổ rồi nên mấy anh em sẽ chắc là phải đẩy rồi. Dãnh leo lên xe ha. Dăng đẩy, đẩy sau đuôi nè, cho dãnh nó nhỏ nó lái, nó đỡ mệt. Khi nào mà tới dăng mệt thì tới anh đẩy. Rồi, lên đi. Tranh thủ rồi đi thôi. Nãy giờ thì mấy anh em sang đạp nãy giờ rồi. Cô không nổ được. Rồi đẩy mạnh lên. Nào, nhiều không? Nhiều đây luôn hả? Dạ. Ăn cho đỡ đói đi. Dãnh đói bụng chưa? Nãy giờ thì Sang với mấy đứa đẩy xe mọi người. Vừa mắc mưa, xe lại không nổ. Đẩy một đoạn chắc gần cả tiếng đồng hồ á. Nhưng mà khúc này thì vẫn không có nhà. Ra tới đường nhựa, nãy đi khúc kia là đường bê tông. Nhưng mà khúc này ra tới đường nhựa rồi. Mà đồi núi đèo dốc thì vẫn như vậy thôi. Khúc này điện thoại cũng không có sóng luôn. Nhấp văng thì nó hái được ở đây mấy cái trái thì cái dây leo này cũng không biết là tên là trái gì, nhưng mà mấy đứa nhóc nó bảo nó ăn được nên thôi mời tất cả mọi người ăn với Sang cái trái này đi ha, rồi mình chuẩn bị đẩy bộ đi tiếp. Chắc nay không về được tới nhà rồi. 3 giờ mấy? 3 mấy hả? Dạ, 3 giờ. Chắc nay không về kịp hả? Nếu không về kịp ngủ lại nha. Dạ. Nếu mà mấy anh em Sang đẩy ra được tới ngoài á thì kiếm chỗ ngủ lại cho mấy đứa nhóc ngủ lại. Còn nếu mà trong rừng như thế này thì Kim cũng kiếm chỗ ngủ lại luôn. Bây giờ chiều quá rồi, đẩy cũng mệt nữa. Cho anh ăn trái nữa coi. Cái này chua chua ngọt ha, chua chua ngon ha. Cái trái này ăn ngon lắm mọi người. Nó thơm giống mùi cái trái mãng cầu của mình á. Nhưng mà cái cơm phía trong nó rất là nhiều, với lại là ăn nó chua chua, nó ngọt ngọt. Kiểu như là ăn cái trái trái vải ha, mà nó ngọt hơn trái vải. Nó ngon hơn cho bãi. Ăn thì cứ lột vỏ, bỏ vỏ thôi. Bỏ vỏ này ra. Giờ mấy anh em Sang lại tiếp tục đi nha. Đi cái đường này cực quá mọi người. Tại vì mọi người xem đây này, toàn là đồi núi, đèo dốc thôi. Không biết mọi người ở đây á, có bao giờ mọi người cảm nhận được cái chữ mệt rã rời là gì chưa? Thật sự ra ngày hôm nay á, thì Sang mới biết cái cảm giác là mệt rã rời là gì luôn á. Là tay chân không còn một chút sức lực nào hết cả. Đầu tiên là mệt vì đói, mệt vì khát, mệt vì phải đẩy chiếc xe này và mệt vì trời mưa lạnh. Sang với mấy đứa thì phải đẩy chiếc xe từ 2 giờ chiều đến tận bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi. Nhưng mà vẫn chưa xác định được là mình đang ở đâu hết cả. Bốn bề ở đây toàn là rừng, với là đồi núi, đồi dốc thôi. Hỏi người mấy người dân người ta đi ngang đây ấy, thì người ta bảo là từ đây ra tới ngoài á, thì chặng đường còn rất là xa mới tới cái chỗ mà có người ở. Với lại là mấy anh em Sang tống tới 3 người ấy, nên người ta cũng không thể là giúp chở mấy anh em Sang ra ngoài đó được. Nên tự mình đẩy đi thôi mọi người. Nhưng mà đẩy tới khúc này á, mới đầu chiếc xe chỉ là chết máy thôi, vẫn dễ đẩy. Nhưng mà mấy đứa nó đẩy một đoạn á thì xe bây giờ đã thêm cái là lủng bánh luôn rồi. Lủng bánh thì đẩy nó càng nặng luôn nên mấy anh em xe không đẩy nổi nữa. Bây giờ trời cũng đã tối. Tối thì xe nó không nổ máy được thì không có đèn để mà không có đèn để mấy anh em sang đi. Nên tối nay thì Sang quyết định là sẽ ngủ lại trong rừng một đêm. Ngủ lại trên đường một đêm ha. Xong rồi sáng mai mình tính sau. Ừ. Rồi hai đứa lấy lá bích lên trên đi. Sang với mấy đứa thì vừa mới đẩy chiếc xe của Sang mọi người vào trong cái bụi lùm sát cái bờ suối chỗ này nè, để đi giấu nha. Thật sự ra đi lên trên đèo dốc này á, khi mà xe gặp nạn á, thì mình rất cần người khác giúp đỡ. Nhưng mà cái đó là ban ngày thôi, còn ban đêm á, mình đã quyết định là mình ngủ lại trên đèo này á, thì mình cũng không cần ai giúp đỡ ban đêm nha. Tại vì trên đèo dốc này á, thì có những cái thứ mà mình cần phải tránh, như là trộm cướp này kia. Nên Sang với mấy đứa thì giấu chiếc xe ngay chỗ bụi lùm chỗ này.
xong rồi đi dọc theo con suối vô này nè, đi vào cái hướng rừng sâu sâu một xíu, mình ngủ ở trong đó cho nó an toàn, sáng mai thì mọi chuyện mình tính tiếp. Rút chìa khóa xe cho anh đi. Rồi lấy đồ đạc đi, đi đi xuống suối thôi. Xe thì Sang giấu ngay đây nha mọi người. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ xuống suối để mà kiếm cái chỗ mình làm cái chỗ ngủ tối nay. Thực sự ra đợt này rất là may mắn luôn, là dự định Sang là đi lên quê của nhóc Dảnh, sẽ đi vào rừng, nên đồ đạc đi rừng thì Sang cũng có mang theo đầy đủ, như là bạc với lại là võng mền này kia. Nên giờ mình chỉ cần việc là xuống suối kiếm được một cái chỗ nào nó sạch sẽ, nó thoáng mát một xíu, rồi mình chặt vài cây tre ở đây này, mình làm cái lán rồi ngủ lại thôi. Khô à? Rồi trời mưa thì ướt rồi. Ngủ đây nha. Sang với mấy đứa thì vừa mới lựa được một cái chỗ để tối nay mấy anh em ngủ nha mọi người. Ở đây là một cái bụi lùm này, nhưng mà đất nó được cái là nó bằng. Rồi thì mấy đứa phát dọn chỗ này cho anh nè. Mình đi chặt mấy cây tre, bỏ đồ xuống hết đi, bỏ đồ quăng bên đi. Cái chỗ ngủ của mấy anh em sẽ chọn thì nó sát với cái bờ suối ngay đây thôi. Suối thì nước có chảy ở kia. Ngủ cặp suối thì tối nay Sang với mấy đứa có thể là đi kiếm cái gì đó để ăn luôn mọi người. Bây giờ phát dọn đi. Nãy giờ tranh thủ thời gian á, thì Sang với mấy đứa vừa mới làm xong được cái túp lều để tối nay mấy anh em Sang ngủ lại đây. Đầu tiên là có thể là tránh mưa luôn nha mọi người. Thật sự ra cái đợt này á, mặc dù Sang với mấy đứa xe bị hư giữa đèo, nhưng mà vẫn còn may mắn á, là Sang có mang theo một cái tấm bạt. Đầu tiên Sang dự định là sẽ mang vào rừng của nhóc Dảnh để làm thử thách trong đó cho mọi người xem. Nên cái đợt này xe hư á, thì có sẵn cái tấm bạt đây này, mình làm một cái túp lều để mà ngủ lại giữa đèo luôn. Túp lều của Sang thì làm rất là đơn sơ mọi người, do đầu tiên là cái thời gian không có nên Sang chặt đây được cái vài cây tre gác lên sơ, xong rồi trải cái tấm bạt từ trên đây xuống, rồi lót một cái tấm bạt phía dưới để tối nay mấy anh em sẽ nằm thẳng lên tấm bạt đây này để mà ngủ ở trên đây. Còn cái tấm bạt phía trên để che mưa, không biết là có che được hay không, tại vì cái này khá cao. Mưa thì tính sau hả anh, còn không mưa thì cứ như vậy mà ngủ thôi. Còn Sang thì vừa đi dọc theo bờ suối á, lấy được lôi được ở đây hai miếng dán, nó bị trôi cặp bờ suối mọi người, về chẻ ra để làm củi. Tại vì trời mưa này cũng không củi nó cũng bị ướt, chỉ có những cái miếng dán như thế này này mọi người thấy không, Sang chẻ ra phía ngoài vỏ đây này, dù nó ngâm nước phía ngoài vỏ nó bị ướt nhưng mà phía trong lõi của nó vẫn khô nha, mình chẻ ra thì mình mới nhúm lửa được. Giờ thì Sang chặt cái miếng dán này ra luôn, để chẻ thì mọi người cứ chặt như thế này thôi, chặt xéo như thế này, xong rồi mình chẻ từ trên đây xuống ha. Củi nhúm lửa thì Sang chặt ra được ở đây vài thanh như thế này nè, để làm cái mồi để mình đốt nha. Còn những cái củi mình đặt phía trên á, thì mình chặt những cái cây ướt mình đặt lên nó vẫn cháy nha. Còn nhóc Dảnh thì làm cái hình tròn bằng đá củi đây nè mọi người, để mình đốt lửa phía trong. Cái cách này thì lửa nó sẽ giữ rất là lâu, với lại thứ hai là cái lửa nó không bị cháy lan qua bên cái chỗ ngủ của mấy anh em Sang. Khi nãy đi đi kéo dán thì Sang bắt được một con ếch. Con ếch này thì nó nằm ở trên cái miếng dán luôn mọi người, thì bắt được con ếch đập đây, đem về cho mấy đứa nhóc nó lát nó nướng nó ăn. Xíu anh bẻ ếch bắp chuối nó về nướng ăn nha. Đúng rồi, cái mạnh lắm. Rồi đổ ra luôn, rồi lấy cây của con dân á, đâm thẳng nó vô, rồi rút ra, đổ ra, rút ra, ra không? Kéo ra, rồi để cái hộp này lại, lát lấy cái này đâm mướp nha dạ. Tối nay mọi người ăn gì?
Còn tối nay mấy anh em sang á, chỉ còn lại đúng một cái cục thịt hộp này thôi. Thật ra cái cục thịt hộp này á, là do buổi trưa ngày hôm nay này sang định là mua xuống bờ suối nướng ăn cùng với đứa nhóc. Thịt thì cũng đã khui ra luôn rồi mọi người. Chỉ có cái là mấy anh em ăn không hết nên chừa lại. Nên tối nay ở lại đây thì còn mỗi cái cục này để nướng. Nên này nhóc văn nướng đi. Nên khi nãy thì sang có đi dọc bờ suối á, kiếm thêm đồ ăn. Đồ ăn bờ suối này thì cá cũng có mọi người, nhưng mà sang không có cách nào để bắt được nó cả. Tại vì nước ở đây này nước nó rất là lớn luôn. Nên sang chỉ chặt được ở đây vài cái bắp chuối rừng. Đây là cái bắp chuối rừng nha. Cái bắp chuối này á, là do nó mọc nó ra buồn hết rồi. Nên nó còn chỉ còn lại một tí xíu nhỏ này thôi. Nên sang chặt rất là nhiều đây. 2, 4, 6, 8 cái bắp chuối. Bây giờ cái số bắp chuối này á, sẽ bỏ vô trong lửa than để mà nướng luôn. Xong rồi ăn cùng với mấy đứa nhóc. Tối hôm nay mấy anh em sang thì chỉ có bao nhiêu đó để mà ăn thôi. Rồi Dánh ơi, đặt cái bắp chuối vô trong nướng vậy nè. Bắp chuối này thì ăn sống vẫn được nha mọi người. Nhưng mà sang với mấy đứa thì đang rất là đói, không có nên ăn sống. Tại vì nếu mà mình ăn bắp chuối sống á, thì một hồi mình sẽ bị sót ruột. Nên mình sẽ nướng cho thật chín luôn rồi mình ăn. Đây nè. Rồi cưng đặt hết lên trên như thế vậy đó. Tối nay đúng là một ngày thật là đói luôn. Bỏ cây ra ngoài luôn đi. Cưng đặt làm sao mà cưng để cái cùi này ra ngoài này. Ngồi cưng trở nó được. Đây là toàn bộ cái bữa tối của mấy anh em sang nha. 8 cái bắp chuối rừng với lại một cái cục thịt hộp xà bam. Củi ấy thì do trời mưa khi chiều á, mưa quá lớn mọi người, nên sang với mấy đứa nhúm nó cũng không cháy hẳn, nó cứ khói khói kiểu này nè. Mọi người cũng thông cảm là quay không thấy gì. Cái này chín chưa? Không cần phải cho nó khét ở ngoài luôn á. Khét cháy cái vỏ ở ngoài luôn thì ở trong mới chín được. Mình phải ăn chín thôi, không ai sống được đâu. Mọi người xem mấy cái đầu bếp nhí của Sang đang nướng bắp chuối này. Thì cái bắp chuối rừng này á, thật ra thì mình ăn sống nó vẫn được. Nhưng mà ăn sống sẽ bị gọi là để cào ruột, gọi là đau bao tử mọi người. Nên tối ngày hôm nay Sang với mấy đứa đang ở một cái nơi không biết ở chỗ nào. Nhưng mà đào bao tử thì cũng không biết cách nào ra được mọi người. Nên cố gắng là cái bắp chuối á, mình sẽ nướng cho thật chín luôn. Mình ăn nó sẽ đỡ cái vị chát hơn, với lại là ăn nó không bị cào ruột nha. Đấy, cái này được rồi Dánh ơi, cái này được rồi Dánh ơi. Bỏ ra ngoài đi. Cái của Dánh coi chừng khét cái cục thịt đó nha. Tài sản của mấy anh em mình chỉ có nhiêu đó thôi đó. Rớt xuống là đói luôn á. Tối nay nướng xong, ăn cái này xong, Sang sẽ cố gắng là đi dọc theo suối để mà kiếm một ít cá ha. Có cá, có ếch, có nhái gì Sang bắt hết luôn. Để sáng mai mình có cái để cho mấy đứa nhóc nó ăn. Ăn xong rồi mới bắt đầu là đẩy xe tiếp. Tại vì Sang với mấy đứa thì cũng không biết là mình đang ở đâu hết cả mọi người. Xe thì giấu ngay cái góc ở đây này. Xe thì Sang giấu ngay cái góc ở trên đây. Sáng mai thì tiếp tục là đẩy xe theo đường. Hy vọng là kiếm được một cái tiệm xe hoặc cái nhà nào đó mình nhờ người ta. Sang với mấy đứa nãy giờ lo nướng cái bắp chuối với lại thịt á, quên mất là còn một con ếch, nên giờ cho nhóc Chảnh nướng luôn. Cái con này là cứu đói được cho mấy anh em đó. Tối nay hy vọng là bắt được vài con đó ha, là sáng mai có món thịt ếch ăn là đi về thôi. Nước suối thì nãy giờ Sang với mấy đứa nhóc ở đây này, nó rút chắc khoảng tầm 2-3 gan luôn mọi người. Khi chiều là do trời mưa nên nó dâng lên tận tới cục đá chỗ này. Làm chòi nó dâng lên tới tận cục đá chỗ này. Nãy giờ thì gần 2 tiếng đồng hồ thì nó rút tận tới kia. Có thể là sáng mai nó cái suối này nó rút múc cái dưới đó luôn á. Là sáng mai mình có thể là đi trên đây không cần sợ bị ướt luôn. Nhớ dặn nướng nha. Thôi từ từ lấy cái bắp chuối ra đi để hồi dính cái... Lấy cái bắp chuối của Dân ra đi, chín hết rồi. Để lên đây. Thơm phức luôn.
Mọi người xem bắp chuối nó bốc khói đây này. Không biết là ở nhà bắp chuối nướng kiểu này á, ăn có ngon hay không. Nhưng mà đi vào rừng Mỹ Lạc như thế này á, thì cái bắp chuối này á, nó thơm cực kỳ luôn mọi người. Cái mùi nó lạ đó. Kiểu như là mấy anh em sang đói quá đói rồi nên phóng tay, nên cảm thấy nó thơm. Cái mùi nó thì thơm giống như là kiểu mình nướng bắp vậy đó. Đây, đây này, đây này. Đó, sát xuống để anh rút cái cây ra. Chia đều ra thành ba khúc một miếng, rồi cái đó làm đôi nữa. Thế là nó hơi ít ít hơi nhiều nha ăn. Rồi rồi ba miếng, rồi cái này dành miếng này, anh miếng này anh miếng nhỏ dăng ăn đi, hai đứa ăn miếng nhiều đi, cả miếng to đi, đừng có ngại ăn không đói đấy. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã xong hết mấy cái buổi tối rồi nha mọi người, gồm có một con ếch, một cục thịt hộp với lại 8 cái bắp chuối. Giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng sang cùng với mấy đứa nhóc, mình sẽ cùng nhau ăn tối nha. Rồi ăn đi mấy đứa, chấm vô ăn thôi. Tối nay thì có bao nhiêu đây thôi nha mọi người, nhưng mà cảm thấy rất là ngon luôn, kiểu như là đói từ trưa tới giờ. Mời tất cả mọi người nha. Ngon không vậy anh? Ngon. Hồi trưa đồ ăn quá trời, ăn đâu có hết đâu phải không? Ráng ép vô để ăn cho hết, xong rồi để cố gắng là chạy xe về. Ăn không cảm thấy ngon tí nào hết cả. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có một miếng nhỏ xíu như thế này thôi mới cảm giác được là cái cục thịt hộp nó ngon, nó ngon không tả được luôn. củi do nó ứa quá mọi người nên chỉ húng khói lên như thế này thôi, nó không có cháy được nha. Xíu nữa Sang chẻ nhỏ ra thì mới cháy được, đốt nguyên cả miếng ván to kìa. Ngon quá. Ngày mai nếu mà ra ngoài được á, dảnh ăn một phát hai tô phở luôn ha. Anh cho mua cho dảnh hai tô phở, dằn hai tô phở, anh hai tô phở, ba anh em mình ăn 6 tô cho nó đã. Chứ tối ngày hôm nay là phải bù lại, tại vì tối ngày hôm nay không được ăn cơm. Thôi mời cả mọi người ăn với xem miếng này nha, chấm cho thật đã đây, bao nhiêu đây cũng đủ cầm cự rồi. Còn con ếch thì để cho hai đứa nhóc nó ăn, còn Sang thì bây giờ tiếp tục ăn bắp chuối đi cầm cự nha mọi người. Thì cái bắp chuối nướng này á, để muốn ăn nó thì mọi người lột bỏ những cái phần cánh già của nó ra, bỏ luôn cái phần này. Ôi chưa chín vậy anh ơi, nè cái này vẫn còn sống, nhưng mà thôi ăn đại đi không sao đâu. Mấy đứa ăn cái nhỏ, cái lớn nó chưa chín đâu, cứ lột bỏ hết phần cánh già đi, cái này ăn không được đâu mọi người. Cái cánh già này ăn nó cứng lắm. Thơm ha, bắp chuối nhà đâu có thơm tới cái này đâu. Cái phần này là mình ăn được nè mọi người xem đây này. Thì thực sự ra cái bắp chuối nướng của ngày hôm nay á, không biết là nó đặc biệt hơn bắp chuối thường ở nhà Sang nướng hay không, nhưng mà hửi ở đây thì rất là thơm luôn nha. Có lẽ do mấy anh em Sang đang đói á, ăn cái chấm như thế này. Mời cả mọi người nha. Người xem phía trong á, rồi phải cái già đó ngon lắm mọi người, không chát. Mặc dù cái loại chuối này thì nó già quá à. Nếu mà bắp chuối này nó chưa già thì nó ngon hơn. Chấm lên như thế này thôi, lột hết cái phần ấy đi nó mềm, ăn cũng không chát luôn. Nói chung ăn cái này á, vẫn cầm cự được nhiều rồi, kiểu như là nó có chất sơ với lại tinh bột trong đây nè. Mình ăn thì cảm giác là đỡ đói hẳn ra luôn.
vừa mới lột ra ở đây được một cái bắp chuối nữa mọi người. Giờ thì Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang thêm cái bắp chuối này nữa. Xong rồi Sang cho mấy đứa nhóc dọn dẹp chỗ này mà đi ngủ. Rồi Sang có lẽ là sẽ đi kiếm cái gì đó để cho mấy đứa nhóc sáng mai nó ăn. Rồi bắt con ếch con nhái gì ở đây. Thực sự ra cái video ngày hôm nay Sang làm á, kiểu như là mấy anh em Sang đang trải qua những gì Sang quay đúng như vậy cho mọi người xem luôn. Nên có cái gì nó không hay mọi người cũng thông cảm nha. Thôi mời tất cả mọi người nha. Ăn nói thì mình nhả, cắt bỏ cái đầu đi nha mọi người. Cái này thì mình đừng có ăn, tại nó cứng lắm. Mình ăn cái phía trong đi thôi. Thì mấy anh em Sang từ trước giờ đi rừng rất là nhiều. Nên ngày hôm nay thì cũng có cái kinh nghiệm để mà kiểu như là mình bị lạc giữa đường á, thì mình sẽ sống như thế nào. Nên cũng không phải là quá khó khăn để mấy em Sang mà ngồi đây để mà chịu đựng mọi người. Vẫn có thể là vượt qua được. Sáng mai thì với công việc là kiếm một ít đồ ăn, xong rồi tiếp tục đẩy xe, rồi kiếm chỗ sửa xe và đi về thôi. Ăn nha mọi người. Ngon mà phải không? Đói thì ăn cái gì cũng ngon. Sang với mấy đứa cũng vừa mới ăn tối xong mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang chuẩn bị cái chỗ ngủ nha. Thì cái lều của Sang thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cái mái che phía trên với lại cái tấm bạt trải phía dưới để ngủ đừng có dính cát. Nếu mà mọi người không có tấm bạt trải phía dưới giống như Sang, mọi người có thể cắt lá chuối để mình ngủ lên phía trên cũng được. Thì phía dưới của Sang thì rót rất là nhiều lá chuối để ngủ cho nó êm lưng một xíu. Giờ thì cho dốc văn nó lau hết cái phần nước đi. Tại vì tấm bạc này khi trưa nó mưa, ướt. Trả hai lớp ra luôn. Kéo này xuống dưới kia vậy nè. Tối nay ba anh em mình nằm trên đây là ấm luôn ha. Mọi người xem cái khách sạn ngàn sao của Sang với mấy đứa nhóc này. Nhìn cũng khá là hoàn thiện, cũng khá là đẹp luôn ha. Tại vì đâu có đợt nào đi rừng mà mình được ngủ vậy đâu phải không vậy? Toàn là ngủ võng thôi. Nhưng mà ngủ dưới đây thì có khi là nó ấm hơn. Rồi, bỏ cái mền này ra. Rồi, đặt cái bao lô này lên trên để làm cái chỗ mà gối. Rồi hai đứa lên nằm ngủ đi. Giờ thì hai đứa nó ăn no xong rồi. Giờ hai đứa nó cho lên đây nằm ngủ. Còn Sang bây giờ có nhiệm vụ nó là sẽ cố gắng là đi kiếm một con số con ếch, con nhái gì đó để mà xỏ thành cái que mình nướng. Sáng mai mấy đứa nhóc nó ăn mới có sức là phụ Sang đẩy xe về ha. Ngủ được không? Có cái gì dưới đó hả? Cây. Đè xuống đi. Thôi kệ đi, cứ nằm dài theo đi cũng được. Nằm dài theo đây cũng được. Nằm đó được không? Nếu tối mưa thì anh hạ nó xuống, hạ cái bạc xuống xíu. Thôi mưa thôi. Rồi hai đứa ở đây nha. Anh đi xôi một xíu. Thôi giờ Sang đi kiếm một ít đồ ăn nha. Sang vừa mới đi xôi về nha mọi người. Không bắt được con gì hết cả. Chỉ có Sang chặt được ở đây một cái buồng chuối chín để sáng mai cho Sang với mấy đứa nhóc ăn cầm cự để mình tiếp tục đẩy xe đi về. Về tới chòi thì mấy đứa nhóc cũng đã ngủ xong rồi. Bên đây là nhóc Văn, ngủ bên kia là nhóc Dảnh. Nó chừa lại chỗ giữa để cho Sang đây nè. Thì đợt này đi á, Sang mang đồ đạc này kia cũng khá đầy đủ. Tại vì Sang ngủ lại ở dưới quê nhóc Dảnh vài ngày nên mền rồi võng Sang cũng có mang theo. Hai cái này là hai cái võng đó mọi người. Thì không có mền nên lấy cái võng mình đắp luôn. Giờ thì trời cũng đã khá khuya rồi. Sang nhúm lại đây đóng lửa rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Ở đây thì Sang vừa mới kéo về được thêm một cái tấm ván to nữa. Giờ mình cứ đốt cái tấm ván này là tới sáng mai. Thôi giờ Sang với mọi người mình cùng nhau đi ngủ nha. Một ngày khá dài rồi. Sáng hôm nay thì mấy anh em Sang dậy rất là sớm. Mấy đứa nhóc thì nó đang xếp hết đồ đạc mền mùng tối qua mình ngủ á, nhét vào hết trong ba lô. Rồi Sang sẽ bắt đầu là tháo dỡ cái phần cái căn chòi này.
Để một xíu mình sẽ đi sớm nha mọi người. Tại vì cái chặng đường từ đây về nhà nó còn rất là xa. Đường thì ở ngoài kia kìa. Giờ thì mấy anh em sang phải tranh thủ đi sớm để tiếp tục là đẩy chiếc xe về. Thì sáng hôm nay thì không có gì ăn hết cả. Tại vì tối hôm qua sang xôi ếch, xôi nhái không có. Chỉ có được kia một cái nải chuối thôi. Thì sáng hôm nay mấy anh em sẽ ăn chuối trừ cho cơm. Rồi đi về thôi. Tối qua ngủ được không hai đứa? Mệt quá ngủ ngon ha. Cho mọi người nhìn lại cái khách sạn ngàn sao của mấy anh em sang này. Bây giờ thì phải tháo đi ha. Để chuẩn bị đi về. Thì làm nhà, làm lều cái này á thì nó đơn giản lắm mọi người thấy không? Cần ở đây hai cái trống và lại ba cái tre ở đây thôi mà làm được cái lều rồi. Thôi rút ra hết đi. Rút hai cái giữa dục nữa được rồi. Đẩy mấy cái tre này sẽ rớt xuống đi Văn, để có cái chỗ xếp bạc. Rồi xuống về thôi. Mọi người xem con suối này. Tối hôm qua mấy anh em sang lên đây ấy, thì nước nó rất là đục luôn. Ngủ một đêm sáng dậy ấy, thì nước nó trong veo. Ở phía đây là phần cát mọi người. Suối này đẹp lắm. Sáng hôm nay chưa kịp về thì trời đã bắt đầu đổ mưa nữa rồi. Giờ bắt đầu ra xe, lấy xe, chuẩn bị đẩy bộ rồi đi về nhà nha. Khi nãy thì Sang với mấy đứa nhóc vừa mới lấy xe trong rừng ra, đẩy một đoạn hơn 15 phút. Thì mấy anh em phát hiện tìm được một cái tạp hóa nha mọi người. Mua cho mấy đứa nhóc mỗi đứa một cái áo mưa. Trời thì mưa tầm tã luôn. Giờ tiếp tục đẩy xe đi dọc theo con đường này. Từ chỗ này cách chỗ sửa xe còn khoảng tầm 30 phút nữa. Mình ráng đẩy thôi. Sửa cho em chiếc xe anh. Sửa xe, lủng bánh, xong nổ máy.